Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Chiến tướng học và ứng dụng vào đời sống. Tiếp tục với những chuỗi series chia sẻ kiến thức về chiến tướng, mình sẽ mang đến các bạn một cái chủ đề mới. Mà cái chủ đề hôm nay, cái mình muốn chia sẻ và truyền tải đến tất cả các bạn, đó là các bạn nhìn vào cái tướng tai của bất kỳ một người nào đi nữa, mà nếu như mà có một cái dấu hiệu này thì nó giống như là một cái quy luật bất thành văn vậy. Mặc định nó sẽ là một trong những cái dấu hiệu đã báo rằng chúng ta có khả năng có cái sự thất thoát về một cái số tiền rất lớn. Nếu như mà chúng ta biết được cái dấu hiệu đó thì cái khả năng mà chúng ta có thể tránh được cái đầu tư, hoặc là có cái biện pháp nào đó để chúng ta tránh cái phần thất thoát đó, thì đây cũng là một trong những cái tư liệu nó cũng rất là hay và bổ ích mà mình muốn truyền tải đến tất cả các bạn. Và đây chính là tướng tai của một bạn nam năm nay đã 28 tuổi, bạn này đã gửi qua cái trang Facebook của mình. Trước tiên chúng ta phải đi vào phần tổng thể xem về cái tính cách của bạn này như thế nào, và qua cái nhân tướng học nó cho chúng ta biết được điều bí mật gì đối với cái tướng tai của người này. Trước tiên chúng ta thấy rằng bạn này có một cái gia tài cũng khá là hồng hào và cũng rất là mịn màng, cho nên đây là một trong những người có cái số cũng là sướng, chứ không phải là một người cực khổ hay lao động về chân tay. Chúng ta biết rằng đây là một trong những người mà họ có cái khả năng mà sau này khi mà lập gia đình á, thì cái khả năng mà có được cái gia đình bên vợ có quyền quý, hoặc là có địa vị, hoặc là có cái khả năng về tài chính, đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho thấy cái sự may mắn về cái tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng đây là một bàn tay của một người nam, nhưng mà nó có khá là nhiều cái đường vân ở cái khu vực đầu của cái đường tâm đạo. Thì điều này nó nói lên rằng đây là một trong những người rất là đào hoa đa tình. Mình chưa biết cái dung mạo của bạn nam này như thế nào, nhưng mà đối với cái đường tình cảm như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định được một điều rằng đây là một người rất có nhiều người theo đuổi. Và chúng ta thấy được rằng ở cái khu vực tâm đạo, ở tới cho những năm 35 tuổi thì rõ ràng nó, cái đường tâm đạo nó cũng chưa có một cái sự khởi sắc nào cho lắm. Mãi cho đến những năm 35 tuổi trở đi thì rõ ràng đường tâm đạo này nó mới có một cái sự chuyển biến tích cực hơn. Đối với tướng tài của người này năm nay 28 tuổi thì cái việc mà đi đến hôn nhân nó cũng chưa phải là một cái giai đoạn chín muồi. Nó cũng phải trải qua ít nhất hai mối tình, và đến cái mối tình thứ ba mình mới có thể đi đến cái chuyện hôn nhân được. Cho nên không có gì phải gấp gáp cả, đặc biệt là đối với người con trai thì cái sự nghiệp nó vẫn quan trọng hơn. Người phụ nữ họ không thích một người đàn ông quá là yếu đó, yếu đuối, hoặc là chưa có cái bản lĩnh, hoặc là chưa có tài chính. Mà một người phụ nữ họ cần ở một người đàn ông là đó là một sự mạnh mẽ, một cái sự quyết đoán, một sự tinh tế, và đặc biệt là về khả năng tài chính. Cho đó với một người đàn ông thì cần những cái yếu tố đó trước, chúng ta xây dựng sự nghiệp trước, rồi sau đó hãy nghĩ đến cái chuyện hôn nhân, nó cũng chưa là cái gì đó nó quá muộn. Tiếp theo chúng ta phân tích tới những cái yếu tố khác. Chúng ta thấy đây là một người đàn ông khá là nóng tính. Nhìn vào cái gò quả tinh dương thứ nhất này chúng ta sẽ biết được cái điều đó, và cái ngón cái này nó cho chúng ta khẳng định 100% là anh này anh sẽ rất nóng tính. Và một cái yếu tố nữa chúng ta thấy rằng cái đường trí đạo của bạn ấy ở những cái giai đoạn đầu nó có một cái sự gãy và có một cái sự cong vênh, tức là không phải là một cái đường trí đạo nó thẳng. Cho đó ở những cái độ tuổi trước năm 35 tuổi thì rõ ràng là người này cũng còn cái suy nghĩ nhiều, cái suy nghĩ còn non nớt lắm, chưa có một cái sự chững chạc nhất định. Mãi cho những giai đoạn về sau chúng ta thấy cái đường trí đạo của bạn này bắt đầu nó có một cái sự đậm nét rõ hơn. Đây là một điều cũng rất là mừng, bởi vì không hẳn một người càng về già càng lớn tuổi người ta mới có một cái sự nhận định trí tuệ nào đó sâu sắc, mà cái này nó còn phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố. Chứ mà ở những cái giai đoạn về sau, rõ ràng cái đường trí đạo của bạn này có một cái sự chững chạc hơn. Đây là một điều rất mừng. Cái đường trí đạo nó quyết định tới cái con đường thành công của chúng ta rất lớn. Nhìn nó vậy đó, nhưng mà cái đường trí đạo nó phản ánh cái tư chất thông minh, cái tư duy của con người. Con người ta hơn nhau là ở một cái tư duy, một cái đầu óc nó nhạy bén, nó linh hoạt, có cái suy nghĩ chứng chắn đàng hoàng thì hạn chế được rất là nhiều cái chuyện không may trong cuộc sống, đặc biệt là cái chuyện đầu tư kinh doanh. Chúng ta phân tích tiếp đến những cái yếu tố khác.
chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái đường định mệnh, nó có xuất phát từ cái gò thái âm và cái gò địa, cho thấy đây là một cái người họ rất dễ thành công. Và khi mà họ ra đời có được cái sự giúp sức rất lớn từ ở bên trong cái gia đình của mình. Đây là cũng là một trong loại, một trong những người có cái phước. Bởi vì chúng ta sinh ra không có quyền lựa chọn cha mẹ của mình, càng không có quyền lựa chọn người thân của mình là ai. Do đó khi chúng ta sinh ra trong một cái gia đình nào đó, mà đặc biệt họ là những người mà có thể giúp cho chúng ta ở những cái giai đoạn đầu, hoặc là thậm chí cả cái cuộc đời của mình, luôn luôn có người thân, cha mẹ, anh em của mình giúp đỡ, thì đó cũng là một trong cái loại phước. Có nhiều người sinh ra đã không có cha mẹ rồi, hoặc là gia đình của họ rất khó khăn, đó cũng là một trong những cái việc mà họ kém cái phước, cho nên họ không có được những cái yếu tố đó. Cho nên với tướng tài như thế này thì đó là một trong những cái điều rất là may mắn. Mặc dù nó không được nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng có một cái sự giúp đỡ từ người thân, gia đình của mình, đó cũng là một cái điều rất là may rồi, không phải ai cũng có được. Và đây chính là cái một trong những cái đường trực giác, và cũng như là cái khả năng về cái kinh doanh và cái khả năng ăn nói của bạn này. Đây là cũng là một trong những cái yếu tố nó rất thuận lợi. Nếu như bạn này có ý định về đầu tư kinh doanh, thì đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho chúng ta biết được bạn này sẽ có lộc nếu như mà đứng ra đối với việc kinh doanh. Và chúng ta phân tích tiếp với những yếu tố khác về cái đường định mệnh. Rõ ràng nó đang có một sự chuyển biến rất tốt, tuy nhiên nó dừng lại ở cái đường trí đạo, thì rõ ràng cái đường sự nghiệp của anh ta đã có một cái khoảng thời gian dài để mà nó phát triển. Nhưng mà nó cũng chính vì cái sự suy nghĩ non nớt của mình, như những gì mà mình đã phân tích với cái đường trí đạo từ lúc ban đầu, thì nó cho chúng ta thấy rằng cái sự nghiệp của anh này không vượt qua được cái trí tuệ của mình. Hay nói cách khác, trí tuệ của mình nó ở một cái giai đoạn sau này, nó có một cái sự kìm hãm về cái sự nghiệp. Đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho chúng ta biết được cái điều đó. Và chúng ta biết nữa về cái đường công danh sự nghiệp, nó cũng có những cái sự chuyển biến, chứ không phải là không có. Tuy nhiên, có một cái dấu hiệu ở đây mà chúng ta cần biết rằng, ở cái khu vực của cái đường tâm đạo, nó có một cái đường hướng xuống cái tam giác như này. Nếu như mà chúng ta nhìn rõ hơn, thì rõ ràng đây là một cái dấu chữ X. Cái chữ X này nó rất khác so với các chữ X khác. Nếu như mà ở cái vị trí này nó xuất hiện một cái chữ X mà nó có một cái sự cân đối hài hòa giữa hai cái tam giác, thì đây là một tướng tài rất quý. Tuy nhiên, với cái đường chữ X như thế này và cái hình tam giác nó chổng ngược xuống, thì đây gọi là một ký hiệu nó không tốt, nó không thực sự may mắn về cái được con đường công danh sự nghiệp của mình mà lúc đầu mình đã phân tích và cũng như giới thiệu ở phần đầu của video. Với những cái người mà có dấu hiệu như thế này, nó hầu như là nó mặc định giống như là một cái quy luật bất thành văn vậy. Chắc chắn người đó sẽ có một cái lần thất bại trong cái cuộc sống của mình. Thất bại ở đây là có thể thất thoát về tiền bạc từ đầu tư, hoặc là cho người khác mượn tiền mà mình rất khó để đòi lại được. Đây không phải là một trong những cái dấu hiệu nó tốt, nhưng mà nếu như mà chúng ta biết được cái dấu hiệu đó ở cái giai đoạn này từ năm 30 đến năm 35, thì rõ ràng nó có một cái giai đoạn sẽ là thực sự là không tốt. Nhưng mà ở bạn này chỉ mới 28, 29 tuổi, thì rõ ràng nó còn một cái khoảng thời gian khá là dài để cho bạn này có thể tu sửa cái đạo đức của mình. Mình xem lại mình có cái phần nào nó còn khiếm khuyết về cái bí mật ở trong tâm của mình á, thì xem mình cải thiện lại, xem mình có thường xuyên giúp đỡ những người khác hay không, mình giúp người khác có thực sự bằng cái tâm của mình hay không, và không có cái việc mong cầu hồi đáp bất cứ những cái việc gì. Và với cái tướng tài này, cái khả năng mà bạn này sẽ thất thoát về tiền bạc có một cái lý do, đó chính là cái do một người phụ nữ mang tới. Ở những cái phần trước mình đã phân tích về đường tâm đạo này, và kết hợp với cái dấu X nó ngược như thế này, thì rõ ràng cái khả năng rất cao bạn này có một cái sự thất thoát tiền bạc á, đó mà có liên quan đến vấn đề người khác giới. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà nó cho chúng ta biết, và cũng như là cái dự đoán được ở một thời điểm đó. Nếu như bạn này biết khắc chế được cái cảm xúc của mình, biết kiềm chế lại, sử dụng cái lý trí của mình để mà lấn áp cái tiềm tàng tình cảm á,
thì chắc chắn sẽ hạn chế được, hoặc là chúng ta có thể tránh được cái sự thất thoát này ở những cái thời điểm sau này. Với cái tướng tài này cũng là một cái tướng tài của một người, thì nói là họ cũng có cái tham vọng khá cao. Cái đường tâm đạo này nó cho chúng ta biết được điều đó. Tham vọng cao và cũng nhiều khi cũng rất là tự cao. Cho nên đây cũng là một cái khuyết điểm. Nếu như mà mình biết rằng cái cuộc sống này có rất là nhiều điều mình cần phải học hỏi và phải có một cái lòng khiêm hạ, như vậy thì mình mới có thể nhanh chóng học được nhiều cái hay từ cái người khác. Và đặc biệt những người mà biết kiềm chế cái cảm xúc của mình á, thì rõ ràng đây là một cái người họ ở một cái tầng bậc có cái sự trí tuệ cao. Nếu như mà không kiềm chế được cái cảm xúc của mình thì rất dễ thất bại. Một người muốn làm việc lớn thì phải có một cái lý trí, phải kiềm chế được cái cảm xúc nhất thời của mình, đặc biệt là cái cảm xúc đối với những người khác giới. Đây là một trong những cái dấu hiệu và nó sẽ mang cái sự dự báo chúng ta. Cái gì nó cũng có thể thay đổi được. Tuy nhiên cái sự thay đổi đó sớm hay muộn nó phụ thuộc vào cái sự tu dưỡng, cái rèn luyện, cái đạo đức, cái nhân phẩm của mình. Nếu như mà trước giờ mình có những cái điều gì bí mật ở trong tâm mà nó không tốt, thì ngay từ bây giờ mình có thể điều chỉnh nó. Thì cái dấu hiệu này nếu mà nó mất đi ở một cái thời điểm sau này, thì đó chính là cái kết quả của một cái quá trình mà bạn đã đi đúng hướng. Và cái sự đi đúng hướng đó nó sẽ giúp cho bạn đi tới cái sự thành công sau này. Và với cái tướng tài này thì mình cũng chỉ có muốn nhắn nhủ đôi lời với bạn này như vậy. Và đương nhiên với tướng tài này, khi mà có cái sự thành công rồi thì cũng sẽ có một cái phần gánh nặng đối với gia đình. Mình nhìn cái tướng tài này chắc chắn là bạn này cũng có nhiều cái lòng trắc ẩn ở trong gia đình của mình á. Tuy nhiên cái gì nó cũng phải có từ từ. Chỉ cần mình có một cái sự hiếu thảo, làm tròn cái trách nhiệm của mình, thì từ từ những cái việc đó nó sẽ mất đi, và cái vận may, cái cơ may của mình nó sẽ tới. Và xin chúc cho bạn này sẽ có được sớm những thành công và biết kiềm chế lại những cái cảm xúc của mình, thì chắc chắn sẽ giúp cho bạn này rất nhiều trên con đường công danh, sự nghiệp, tình cảm sau này. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.